rồi da đen rồi nám nhiều thì mình cũng đã mua rất là nhiều nhiều loại mỹ phẩm, và mình bị nám thì cũng đã lâu năm lắm rồi, nám 11 năm luôn á, và cứ từ tháng này qua tháng khác, từ năm này qua năm khác, nói chung là tất cả các chị em phụ nữ mình á thì ngày nào mình nghĩ là người nào cũng sử dụng mỹ phẩm và ngày nào cũng sử dụng mỹ phẩm, và từng cái năm này qua năm khác mình mua những cái mỹ phẩm mình về mình sử dụng nhưng mà lại không có hiệu quả, da của mình thì ngày càng xấu, nám thì càng nhiều hơn, và mình cũng đã điều trị nám bằng phương pháp bắn laser rồi đó cả nhà. Thì khi mà mình đi điều trị thì mình vừa mất tiền là phải đi điều trị, vừa đi bắn, rồi vừa mất tiền mua mỹ phẩm về để dưỡng da, dưỡng lại cái lúc mà da mình bắn về, da mình xấu rồi, da mình còn yếu bị tổn thương đó, thì mình cũng phải sử dụng rất là nhiều loại mỹ phẩm. Nhưng mà qua từng một thời gian dài dài rất dài rồi thì nám mặt của mình thì càng nám càng đậm, nói chung là không có thay đổi gì mà nám thì càng ngày càng đậm hơn. Thì trong suốt những quá trình mình sử dụng nhiều loại sản phẩm thì thật sự là rất 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 tốn, cũng rất là nhiều tiền mà lại không đem lại hiệu quả gì cho mình cả. Còn đối với sản phẩm Atenin, thật sự thì khi mà mình sử dụng, nếu mà điều trị nám thì mình có thể là điều trị cả 1 năm, 2 năm thì vẫn chưa hết nám. Nhưng mà mình mới sử dụng sản phẩm này cũng trong một thời gian, cũng đối với mình mà đối với cái da của mình rất là xấu mà nám đậm như thế này, mà mình sử dụng mới thời gian gọi là được 4 tháng thì mình nghĩ là thời gian này gọi là thời gian cũng ngắn lắm, mà lại đem cho mình một kết quả thật sự là hơn sự mong đợi của mình luôn á cả nhà. Vậy thì mình nghĩ là so ra thì sản phẩm này không có giá gọi lên là giá cao hết á cả nhà, tại vì mình sử dụng có hiệu quả mà mình không cần phải mua bất cứ các loại mỹ phẩm khác nữa, chỉ cần một loại mỹ phẩm Atenin thôi thì đã đem lại cho mình một làn da thật sự là đẹp, cải thiện và đỡ nám rất là nhiều. Và mình tin chắc rằng khi mà mình kiên trì sử dụng thì trong một thời gian nữa thôi thì da của mình sẽ hết nám luôn á cả nhà. Mình thật sự là chưa bao giờ mình nghĩ là mình là một người bán hàng mỹ phẩm, mà từ khi mình biết được và trải nghiệm sản phẩm Atenin thì mình cảm thấy sản phẩm này đối với mình thật sự rất là tuyệt vời, nên mình muốn giới thiệu cho tất cả các chị em ai đang bị tình trạng giống như mình, có nghĩa là vừa mất tiền vừa mua các sản phẩm về để điều trị nám mà lại không có hiệu quả, mà lại sử dụng từng năm này qua năm khác năm nọ mà mặt của mình vẫn xấu vẫn nám, thì hãy nên tìm hiểu và sử dụng đến sản phẩm này nha cả nhà. Mình tin chắc là tất cả các chị em khi sử dụng thì ai cũng sẽ được đẹp lên và ai cũng phải rất hài lòng về sản phẩm. Cảm ơn cả nhà đã xem like của mình, và mình mong muốn là tất cả khi các chị em xem thì các chị em hãy chia sẻ cho tất cả các chị em mà đang đi tìm kiếm những cái sản phẩm phù hợp và trị nám an toàn hiệu quả biết đến và sử dụng. Cảm ơn cả nhà và chúc cả nhà có một buổi tối thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều hạnh phúc, và một buổi trung thu thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà, chào cả nhà.